Rồi lời nói đầu tiên cho Nguyên xin được gửi lời chào đến cô chú anh chị em mình hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng và cũng như chia sẻ một số cái kinh nghiệm về cái cách chăm sóc cái mai để gửi đến cô chú anh chị em cũng như những người đam mê mai vàng cho mọi miền tổ quốc ha hy vọng nhận được sự ủng hộ và cũng như một cho một cái like cũng như đăng chưa đăng ký thì đăng ký để ủng hộ cho kênh theo cô chú anh chị em mình một lần nữa xin cảm ơn cô chú anh chị em mình đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Nguyên ha rồi thì uh, như các bạn thấy nè đầu tiên Nguyên sẽ đi qua từ từ ha thì đây là cái mai siêu bông Sài Gòn nè mọi người thì bây giờ mọi người thấy nè thì sau khoảng thời gian ghép xong thì bây giờ nguyên đã đem ra mày nắng nè mọi người khi mà cái lá già nè cái cơ đọt nó ra già ở cô chú anh chị em mình nó thì cái này nó quan hợp rất là tốt bây giờ là mình đem ra nắng luôn nè cô chú anh chị em mình nắng trực tiếp một trăm phần trăm ha nó thì nhìn nè Ồ, cái này nè mọi người thì mình bấm bỏ nè tại vì nó đi có uh, cái giống siêu bông sài gòn thì nó cái cái tuột nó hình như đi là nó dài mà nó hơi lỏng thỏng một chút cho nên mình bấm bỏ nè thấy không để mà chặn lại để chặn lại để cho nó tức ở trong cái mập hơn ha đó thì đây là cái um, tược này và sắp sửa bung nữa nè cô chú chị em mình thì cái này là cái lá màu xanh nè rất là lớn tại vì cái này nó do còn hơi bị thiếu đạm đó cô chú chị em mình nếu mà đưa đạm nhiều vô thì lá nó rất là to ha thì um, nguyên cũng muốn chia sẻ cô chú chị em mình chủ đề chính ngày hôm nay đó là chia sẻ về cái vấn đề uh, nuôi kem thì đối với cái mai ghép như thế này là mọi người thì chúng ta phải um, chúng ta cần ở đây là cái điều là cái gì tức là để cho cây nó đi tuột nhiều mau để cho nó mau cái hình thành lên cái mà cái bộ xương của nó và cũng như là cái ao cho nó ấm tàn hơn thì chúng ta sẽ đưa phân gì vô à, nguyên sẽ chia sẻ cô chú chị em mình trong chủ đề ngày hôm nay luôn ha nó. nhìn cây mát rất là khỏe mạnh hay cô chú chị em mình thì đây là mình để ngoài nắng cho nên mình sẽ ủ giải lại ha mai này cho mai nha, xù hoành cỡ tầm 37 38 thôi rồi đó mọi người rồi chú gia mình thì sau khi mới nó ra tuột một thời gian xong phải bắt đầu nó ngưng lại nè bắt đầu nó tích chữ nè bắt đầu nó tiếp tục nếu mà chúng ta đưa cái lượng phân đạm vô tiếp tục để keo thì nó sẽ tiến hành nó ra được được mập mạp hơn mạnh hơn ha thì phân đạm là một cái phân nó giúp cho cái quá trình đi đọt cho cây ha thì đó là một số cái chủ đề mà nguyên muốn chia sẻ với cô chú chị em mình trong ngày hôm nay ha nhìn cái tược này mọi người thấy không như thế này là ghép rồi rất là ok luôn rồi mình sẽ tiến hành mình đi vô trong phân kia mình sẽ nói hơi nhiều hơn ha đó giờ mình cứ vô dây mình cố định thôi Ở đây định hơi nắng rồi ờ, đi theo cái vô trong cái phía trong này thì có một cái cây mai đang đi ra tược nào cô chú che mình thấy không nè mọi người đó thì sáng nguyên mới vừa phun cái hữu cơ hữu cơ trên lá hữu cơ cá trên lá cô chú em mình cộng với cái ba mươi mười mười ha cộng với 30 mươi mười này mình tưới gốc vẫn được nhưng mà mình tiết kiệm hơn cô chú cho mình tưới gốc và phun trên lá thì tuyệt vời hơn nó và là mọi người thì cây uh, okay, nó đang bung nè thì cái này là mình phải siết nó để cho nó ra tược nhiều hơn ha để cho nó mau ấm tàn hơn hai cô chú anh chị mình nữa thì thì cái mai này là cái mai uh, ghép cũng là một trong những cái giống siêu bông sài gòn nè cô chú anh chị em mình thấy không đây nè nó có hiện tượng lấm đốm lấm đốm nên là cô chú anh chị em mình biết có bị gì không thiếu đạm nhưng mà khi mà nó ra nếu mà chúng ta đưa đạm vô thì khi mà nó ra cái lá mà nó bự lại là nó bình thường giống như này nè đó thì nó sẽ bình thường lại ha đó mọi người thì bây giờ mình thì cái này là mình trong cái giai đoạn nuôi cây mai mà mới ghép như thế này đây là cô chú chị em mình thì uh, mình sẽ tiến hành mình làm uh, ưu tiên cho cái phần 30 10 10 ha cây mai mới ghép lên là cô chú chị em mình và cộng với hữu cơ thì nguyên mới vừa phun với mọi người đó nè trên lá là cô chú chị em mình đó thì uh, để tạo cho cái điều kiện cho nó đi cái tược nè mập mạp hơn đẹp hơn và cái um, sáng hơn đó thì bây giờ cây mai này cũng mới vô định hình nước một thôi cô chú anh chị em mình để mà định hình cho cây thôi ha đó thì cái phần ở dưới đây thì mà um, cô chú anh chị em mình không cần quan tâm ha tại vì cái này nguyên để thả đây là để cho nó kéo cái bộ rễ bên đây lên cho nó bự hơn nữa ha đó. nên nó mọc có được dạy là mình để luôn đó rồi thì ở đây là trên tay nguyên là có một cái um, cái loại phân bón lá này cô chú anh chị em mình 30 10 10 nè. Thì à, nếu mà anh em ít cây hoặc là mấy anh em cưng cây quá thì có thể sử dụng cái thằng này, vừa tưới gốc và vừa cái à, cung trên lá luôn. Được hai cô chú anh chị em mình. Đây, này hàng của Mỹ nè. À, cái này chắc cũng khá là quen thuộc với nhiều người rồi ha, có nhiều người anh em đối với tại vì sao mà thường thường nguyên không có tưới mấy cái này tại vì mấy cái này nó hơi mất tiền hơn. Nó mới ngồi 30 10 10 nè, nó đẻ nhánh khỏe nè ra lá tốt ngoài ra nó có tay e nó -e là vi lượng ha rồi lăng lăng pho lăng pho tức là thức ăn của cây nha mọi người thức ăn cho cây nó chứ không phải giống như mình kêu mình bằng bằng phân bón nhưng mà ở bên nước ngoài nè thì cái này cái hàng nhập khẩu nè thì nó kêu bằng lăng pho tức là thức ăn cho cây hãng của hãng gammo của chú xe mình nó thì uh, uh, cái này thì tuyệt vời rồi ha thì khi mà tưới này vô thì bắt đầu khi mà cây em mình cũng nói sơ qua cái việc vấn đề sinh lý của cây luôn thì khi mà uh, đầu tiên thì cây nó khỏe mạnh nó uh, bình thường thì khi mà chúng ta tưới dư đạm vô thì nó sẽ làm gì nó sẽ làm lá làm đọt để nó tái thiết cành nhánh nó ra đọt ha thì cái đó là vấn đề sinh lý cây nó phải như thế cô chú cho mình rồi thì khi mà tại sao đối với những cây mai mà yếu bị hư bộ rễ thường thường nó lại ra cái lá và nó ra ga... nó thường thường nó lại ra bông thì cái đó là cái vấn đề sinh lý của cây nó ưu tiên thì cây nó cũng là bảo vệ cái nồi giống của nó ha cô chú chị em mình thì thường dụ như khi mà cây của bạn nó thường nó suy yếu thì thường lá nó nhỏ thường nó sẽ ra bông để mà nó đẩy cái hết nhựa của nó ra để mà nó một lần để cho nó chết và thì, thì nó là ưu tiên về cái vấn đề nội giống của nó thì nó sẽ ra bông đó Chứ bây giờ vấn đề sinh lý của cây rất là đơn giản như thế của chú chị mình không có phức tạp ha còn khi mà cây nó khỏe mạnh đầy đủ dinh dưỡng thì bắt đầu nó sẽ ra trời ra lá để mà nó quan hợp tái thiết cành nhánh nó không có ưu tiên cho việc cái mặt bông nữa giống như là uh, cây nó đang yếu cây đang yếu đang suy thì thường thường nó sẽ ra bông để mà nó duy trì cái nồi giống à, nó ha mọi người rồi sau đó nó chết còn khi mà nó mạnh đầy đủ thì nó sẽ ra trời đó thì đó là cái vấn đề thì bây giờ chúng ta phải bổ sung 30 10 10 vô định kỳ đối với những cây mai mới ghép như lên như thế này tầm gan tay mọi người đi cơ hai là cô chú cho mình nhìn thấy rất là mập mạp thấy không thì cái này mình ưu tiên 30 10, 10 cộng với hữu cơ thôi cũng có thể có cái phun trên lá đây nè đây nè này. này cái này cái này màu màu xám xám nó là cái hữu cơ nguyên vừa phun trên lá cô chú cho mình để uh, dưỡng cây đó thì cộng với 30 mươi người để cho trong những ngày nắng nóng này nè cô chú anh chị em mình thì mình nên ưu tiên với cái phần hữu cơ tại vì phần hữu cơ nó làm mát cây ha mát cây nha cô chú anh chị em mình thì đặc biệt là giống như nguyên đó alaska hoặc là gì đó đó thì đó là những cái loại mà hữu cơ tốt rồi mọi người phối với 30 mươi mùa này quá cho tuyệt vời ha để mà nuôi cây như, khi như thế nè đây là cái hàng thiếu đạm này cô chú anh chị em mình mới ra thiếu đạm thì bây giờ khi nhìn những cơ lá lại nè thấy không rất là bóng mượt đẹp này nữa thì đó là cái um, vấn đề thì bây giờ nếu mà cây mai mà chúng ta muốn mà cho nó đầy đủ cành nhánh thì chúng ta nên ưu tiên 30 10 10 cái giống như thằng này thì chỉ 30 10 10 tới thôi mọi người 30 10, hoặc là 30 10, 10 với ba cái 17 đều gọi lưng phiên tới với nhau là ok nhất ha thì để mà cho nó dụng như cây mà các bạn đứng đọt đứng trời nó không có chịu ra đọt ra trời thì chúng ta ưu tiên hoàng 30 10, 10 nhiều vô không cần cứ ba cái 17 đều chỉ cần cứ 30 thì đều ba cái 30 10 10 thôi thì khi mà nó phúng tọt ra thì chúng ta có thể là uh, phối lại uh, chuyển lại cái ba cái ba mười bảy đều ha chúng ta tưới một tuần ba mươi mười một tuần ba cái mười bảy đều khi mà nó phúng đọt ra như thế này đây nói với cô chú cho em mình nó vừa phúng đọt như thế này thì thì có thể là phối để cho nó cân bằng đạm lăng kali thì cây nó mập khỏe hơn ha đẹp đẽ hơn ha cô chú chị em mình thì đó là một số vấn đề mà nguyên muốn chia sẻ trong cái um, cái uh, mà video lần này ha hy vọng nhận được sự của uh, cổ vũ thì cái này là cái giống siêu bông sài gòn luôn cô chú anh em mình nuôi lá rất là to luôn này ha từ từ lá nó sẽ to 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 dần lên khi mà cây nó mạnh mẽ và tiếp nhựa tốt rồi cây cái này mình cũng mới ghép thôi và cũng là mới đi một hai nước dây đầu một cái nước dây đầu thôi xin lỗi các bạn để định hình thôi thì nó mình sẽ mở ra ha tầm tầm tới gần tết là mình sẽ mở ra cho chú anh chị mình thì cái này nó cũng có bông luôn rồi cô chú anh chị mình ít thôi ha tại mình ghép cận tết thì thường thường cận tết thì nó sẽ ra bông như thế này đây nè này, này cô chú anh chị mình mình sẽ tiến hành quấy nát nó nó có bông nó ngồi giết hết trơn này tại vì cái này vấn đề mình nuôi thôi mình nuôi nhưng mà mình không có làm cho cây nó là tập trung về cái vấn đề để nuôi nụ mà mình nuôi đọt ha nuôi đọt để cho nó ấm mau ấm tàn nè tại cái mai này mình mình ghép đó thì nhân tiện cũng chia sẻ cô chú anh chị em mình luôn ha nhìn cái cây cũng gốc cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị em nữa rất là to ha đó. này cái hàng cũng sưu tầm ha cô chú anh chị em mình rất là đẹp luôn hoành tăng cả ba máy á đó. Ở đây để điệu chứ tại vì này cũng nó cũng còn hơi nhỏ cho nên là nguyên nuôi để cho nó kéo thằng bằng mình kia ha. Đó. Thì khi mà đi 30 10, 10 thì bắt đầu nó ra từ rất là nhiều và đẹp ha. Hy vọng nhận được sự ủng hộ từ tất cả cô chú chị em mình thì 30 10 này mình có thể phối với nấm luôn mọi người mang cô Z đối với những cái lá như thế này thì chúng ta phun được rồi. Nè này mọi người, nó có một cái cái lá bệnh nè. gửi sắc này ha cô chú chị em mình, đó. Nó gỉ sắt nè, cái màu gỉ sắt nè thì chúng ta có thể phối với cái thằng cốc 85 hoặc là manco Z ta phun với thằng 30 10, 10, là ok nhất ha. Cái này mình sẽ tiến hành mình bẻ bỏ để cho nó tránh lây lan thôi cô chú anh chị em rồi. Video đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng nhận được sự ủng hộ từ tất cả cô chú anh chị em mình ha.